Thưa quý vị và các bạn, có một thông tin vui trong lĩnh vực y học khi mà mới đây các nhà khoa học Thụy Sĩ vừa tìm ra một phương pháp mới có thể khôi phục hoạt động cho các tế bào tủy sống bị hư hại. Đây được xem là hy vọng mới cho những người bị liệt vì nguyên nhân chấn thương thần kinh. Để khôi phục chức năng hoạt động cho các tế bào tủy sống bị tổn thương của các con chuột trong thí nghiệm, các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ EPFL Thụy Sĩ sử dụng tổng hợp nhiều loại hóa chất khác nhau và thực hiện song song với việc truyền điện năng vào một số khu vực nhạy cảm trên tủy sống. Chúng tôi thực hiện các thử nghiệm với chuột và nhận ra hiện tượng cắt ngang tủy sống, điều đã gây nên sự gián đoạn giao tiếp giữa não bộ và tủy. Hậu quả của điều này chính là bệnh bại liệt. Để kích thích vận động, chúng tôi đã kết hợp hai liệu pháp, thuốc điều trị và kích thích bằng xung điện trên mặt cắt của tủy sống. Việc sử dụng điện năng sẽ kích thích các tế bào tủy sống bị hư hại, giúp tín hiệu được lưu thông từ não tới các chi. Nhờ đó, con chuột bị liệt có thể đi trở lại mặc dù không hoàn toàn làm chủ được các cử động này. Nguyên lý khôi phục chức năng của các chi bại liệt trong nghiên cứu này được coi là hoàn toàn mới. Nó cũng giúp thay đổi sâu sắc những hiểu biết của giới khoa học về hệ thống thần kinh trung ương. Đội ngũ nghiên cứu cho biết, bước thử nghiệm trên người sẽ được tiến hành trong vòng 2 năm tới. Và nếu thành công, đây sẽ là một bước đột phá quan trọng trong nghiên cứu các liệu pháp điều trị chấn thương tủy sống.